Sí. À, vâng, để Lê Tôn xin Ngọc Bình cùng xin đến với quý vị một bài hát cũng là vui, đó là bài hát Khúc Tình Nồng của ca sĩ Ngọc Sơn. Vâng, xin quý vị hãy cho mình một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần ạ. Yeah. Xin được cảm ơn giọng hát của Dược, một ca khúc thật tuyệt vời, phong cách biểu diễn cũng rất ấn tượng thưa quý vị.